Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Theo RIA Novosti, ấn phẩm Sven Krastia đưa ra nhận định, trong bối cảnh những thất bại trong cuộc xung đột ở Ukraine, phương Tây có thể cố gắng đưa ra quyết định cuối cùng về việc loại bỏ lệnh cấm lực lượng vũ trang Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Ấn phẩm Sven cho biết, trong tình hình hiện nay, trên thực tế chỉ còn lại một nỗ lực cuối cùng, sau đó Mỹ sẽ phải thừa nhận rằng ý tưởng đã cạn kiệt. Chúng ta đang nói về kế hoạch mà Kiev đã lên tiếng đề xuất từ lâu, Ukraine nhận được sự hỗ trợ quân sự tối đa của phương Tây. Song, điều này sẽ tốt hơn nếu loại bỏ mọi lệnh cấm đối với các cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga. Theo Ersten, trong trường hợp này, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được phép tấn công bằng bất kỳ thiết bị quân sự nào có trong kho vũ khí của họ. Ersten cho hay, trên thực tế điều này có nghĩa là Ukraine được phép tấn công Nga bằng tất cả các phương tiện sẵn có như là máy bay, pháo binh, tên lửa thuộc nhiều tầm khác nhau. Bài báo cũng lưu ý rằng các cuộc tấn công của Ukraine khó có thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Ấn phẩm cho biết thêm, có logic quân sự nào đó trong việc này không, hay Kiev chỉ muốn thử mọi thứ mà họ chưa thử? Nhiều khả năng, kế hoạch là cho Ukraine một cơ hội cuối cùng. Kiev muốn gì và xem điều này sẽ dẫn đến điều gì? Trước đó, bình luận về kế hoạch cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh các nước NATO phải nhận thức được họ đang chơi trò gì. Theo Advent, bất kỳ ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn còn một câu hỏi, phải làm gì với Ukraine? Còn trong một bài nhận định trên Wall Street Journal, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định, không có bằng chứng nào cho thấy nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy Ukraine đến chỗ đầu hàng Nga. Ông Pompeo tin rằng một kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã cảnh báo rằng tỷ lệ sinh của Nga ở mức thấp thảm họa và là mối đe dọa đối với tương lai của đất nước. Phát biểu tại một diễn đàn truyền thông gần Moscow vào ngày 26 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết tỷ lệ sinh tổng thể hiện tại ở nước Nga đang ở mức thấp khủng khiếp là 1,4, tương đương với mức được ghi nhận ở những nơi khác ở châu Âu và Nhật Bản. Ông Peskov nói, chúng tôi sống ở quốc gia lớn nhất thế giới, nhưng dân số thì ngày càng ít đi mỗi năm. Xu hướng này chỉ có thể đảo ngược bằng cách tăng tỷ lệ sinh. Ông nói thêm rằng tỷ lệ hiện tại là thảm khốc đối với tương lai của quốc gia. Ông gọi những người phụ nữ có ba con trở lên là anh hùng, giống như cựu chiến binh hoặc nhà khoa học phát minh ra thuốc chữa các căn bệnh chết người. Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh về các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030. Một trong số đó là tăng tỷ lệ sinh lên 1,6 vào năm 2030 và lên 1,8 vào năm 2036. Sắc lệnh này nhằm mục đích đảm bảo phát triển kinh tế và xã hội bền vững của Nga, tăng dân số và cải thiện mức sống của người dân. Theo số liệu thống kê chính thức, tỷ lệ sinh năm 2023 là 1,41, là mức thấp nhất ở Nga trong vòng 17 năm qua. Tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận là 1,78 vào năm 2015. Số liệu thống kê chính thức cho thấy, chỉ hơn 1,2 triệu trẻ sơ sinh được sinh ra ở Nga vào năm ngoái, con số thấp nhất kể từ năm 1999. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đã cảnh báo vào tháng 6 rằng đất nước đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khủng khiếp có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng lên tới 2,4 triệu lao động vào năm 2030. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Peskov khẳng định tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình của Ngoại trưởng Ukraine ông Kuleba tương đồng về mặt lập trường với Nga. Hãng tin Reuters cho biết người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã trả lời phỏng vấn báo chí về tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Nga của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ông Peskov nhấn mạnh, có thể nói thông điệp trên giống với lập trường của chúng tôi. Các bạn cũng thấy rằng phía Nga chưa bao giờ từ chối việc đàm phán và đã luôn duy trì tâm thế cởi mở trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên trong vấn đề này vẫn còn nhiều chi tiết quan trọng mà cả tôi và các bạn đều chưa rõ. Trước đó chỉ vài giờ, Bộ Ngoại giao Ukraine tiết lộ một phần nội dung buổi hội đàm vừa kết thúc giữa ông Kuleba và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định, ông Kuleba nhắc lại việc Kiev sẵn sàng trao đổi với phía Nga ở một giai đoạn nhất định của quá trình đàm phán, đó là khi Nga thể hiện thiện chí sẵn sàng thương thuyết. Tuy nhiên, ông Kuleba nhấn mạnh, Kiev chưa quan sát được bất kỳ thiện chí nào từ phía Nga. Trước đó, trong cuộc gặp với người đứng đầu chính phủ Vatican, Hồng y Pietro Parolin ngày 23 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt. Tại cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đương nhiên cần kết thúc sớm xung đột để không gây thêm thương vong.
chính phủ Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với phía Ukraine. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra nhiều điều kiện để chấm dứt giao tranh và bắt đầu đàm phán, trong đó có việc rút quân đội Ukraine khỏi các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, công nhận các vùng lãnh thổ này là của Nga và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Theo Tổng thống Putin, Nga sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức, nhưng các điều kiện có thể thay đổi theo thời gian. Tổng tư lệnh quân đội đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Christopher Cavoli, đã hy vọng Nga sẽ chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhà báo người Iran Chaz Bowes đã đưa tin. Nhà báo viết trên mạng xã hội rằng, về cơ bản, ông ấy chấp nhận rằng người Nga sẽ chiến thắng ở Ukraine và sẽ tiến đến biên giới NATO. Nhà báo đã bình luận về bài phát biểu của ông Cavoli, trong đó ông cảnh báo về vấn đề lớn liên quan đến Nga mà châu Âu sẽ phải đối mặt khi chiến sự ở Ukraine kết thúc. Trong bài phát biểu, ông Cavoli cũng đã nói về nhu cầu phấn đấu giành chiến thắng nhanh chóng trong các cuộc xung đột như cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông, việc kéo dài các cuộc giao tranh trong những trường hợp như vậy sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Trong khi đó, bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine về khả năng đàm phán với Nga, nhà khoa học chính trị Yuri Dutkin, một thành viên trong phong trào Ukraine khác, nói với RIA Novosti rằng không thể tin cậy được lời của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba về các cuộc đàm phán. Và nếu tình hình ở mặt trận thay đổi, không phải các chính trị gia Ukraine có thể ký văn bản đầu hàng mà là quân đội. Trước đó, ông Kuleba, trong cuộc trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, đã cho biết phía Ukraine sẵn sàng đàm phán với phía Nga, đồng thời Kiev trước đó đã đưa ra lệnh cấm ở cấp lập pháp và phớt lờ các tuyên bố của Moscow về việc sẵn sàng tiến hành đối thoại. Ông nhắc lại rằng, ở Ukraine có sắc lệnh đặc biệt cấm ông Zelensky đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu câu hỏi này đặt ra về các cuộc đàm phán với Ukraine, thì chúng ta có thể tiến hành bởi quân đội Ukraine và họ cũng có thể ký các văn bản đầu hàng, chuyên gia kết luận. Trong tuyên bố mới đây, trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Pachusev cho biết Mỹ đang muốn lập các trung tâm hậu cần tại khu vực Biển Đen để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và triển khai vũ khí tầm xa. Đài Sputnik của Nga dẫn lời ông Pachusev cho biết, tại các quốc gia trong khu vực Biển Đen, Mỹ có ý định thành lập các trung tâm hậu cần để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng như triển khai vũ khí tầm xa hiện đại. Vị quan chức này nói thêm rằng, tại hội nghị thượng đỉnh Washington, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã trình bày các kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự và đối đầu ở Biển Đen. Ông lưu ý không thể nói đến việc tàu của các nước phương Tây hỗ trợ Kiev đi qua các cảng của biển Azov mà không bị cản trở. Ông cho rằng với việc các nước phương Tây trực tiếp ủng hộ Kiev trong việc tiến hành các hoạt động quân sự và tấn công bạo lực chống lại Nga, bất cứ tàu thuyền nào của các quốc gia này muốn tự do đi lại đến các cảng Azov cũng là điều không thể. Tháng trước, các quốc gia này đã ký tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức, tuyên bố kêu gọi cung cấp quyền tiếp cận các cảng biển ở Biển Đen và biển Azov để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Ông Pachusev nói thêm rằng, số lượng các cuộc tập trận chung giữa Hải quân Nhật Bản, các nước NATO cùng các đồng minh quân sự khác của Washington vào năm 2024 đã tăng gấp 30 lần so với năm ngoái. Ông cho biết, số lượng các cuộc tập trận song phương giữa Hải quân Nhật Bản và Hải quân các nước NATO cùng các đồng minh quân sự khác của Mỹ vào năm 2024 đã tăng gấp 30 lần so với năm 2023. Trước đó, hôm 18 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nêu rõ sự hiện diện tập trung của các tàu NATO, tính cả Bulgaria và Romania, đặt ra mối đe dọa bổ sung đối với Liên bang Nga. Ông cho biết Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của mình. Ông nói, sự hiện diện tập trung của các tàu NATO, tính cả Bulgaria và Romania, các quốc gia ven biển là thành viên của Liên minh, đặt ra mối đe dọa bổ sung đối với Liên bang Nga, đặc biệt là khi xét đến sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO vào cuộc xung đột quanh Ukraine. Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky công bố sắc lệnh mới nhất về chiến lược an ninh hàng hải mới, sắc lệnh vạch ra chiến lược của Ukraine nhằm đảm bảo an ninh ở Biển Đen và bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường lực lượng hải quân Ukraine, trong đó có cả sự hiện diện thường trực của lực lượng NATO ở Biển Đen. Thưa quý vị, mới đây Mỹ tiết lộ về điều kiện Nga đặt ra liên quan đến Ukraine để nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí. Trong khi Trung Quốc tiếp tục nỗ lực ngoại giao con thoi để giải quyết xung đột Moscow-Kiev, ngày 25 tháng 7, hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Cục Kiểm soát Xác minh và Tuân thủ Vũ khí Mallory Stewart cho biết, phía Nga đã đề nghị nước này chấp thuận một số yêu cầu, trong đó có việc từ chối hỗ trợ Ukraine để nối lại đối thoại song phương về kiểm soát vũ khí.
Trong bài phát biểu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, bà Stewart khẳng định Washington không có ý định chấm dứt hỗ trợ Ukraine để đổi lấy điều đó. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, các kênh đối thoại với Mỹ, đặc biệt liên quan đến cơ chế kiểm soát vũ khí giữa hai cường quốc hạt nhân này, đều bị đình trệ. Cùng với đó, Mỹ đã ngừng đối thoại về việc trả lại tài sản bị phong tỏa của Nga. Việc này đang làm gia tăng căng thẳng và đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ luật quốc tế. Theo đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, Mỹ đã hoàn toàn dừng đối thoại về việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga. Theo ông Antonov, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã không được tổ chức trong thời gian dài. Theo chuyên gia Blokin, khi một bên sẵn sàng tiến hành đàm phán, nhưng bên kia lại từ chối lựa chọn này thì không thể đạt được điều gì. Trước khi tiến hành đối thoại trên diện rộng, cần phải quay lại với những điều cơ bản. Các nhà ngoại giao phải gặp gỡ và đàm phán. Hiện tại, Mỹ không quan tâm đến điều này. Chuyên gia Blokin cho rằng việc Mỹ dừng đối thoại về việc trả lại tài sản bị đóng băng của Nga không chỉ gây căng thẳng trong quan hệ hai nước mà còn vi phạm các điều khoản quốc tế mà Washington đã ký kết. Điều này thể hiện sự bất đồng sâu sắc giữa hai quốc gia và ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực khôi phục mối quan hệ ngoại giao. Liên quan đến xung đột ở Ukraine, cùng ngày 25 tháng 7, trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Phu Cong đã kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp chính trị thông qua sớm chấm dứt giao tranh vì lợi ích tốt nhất cho tất cả. Phát biểu tại một cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cung cấp vũ khí cho Ukraine, đánh giá về thực trạng vận chuyển vũ khí và đạn dược ra tiền tuyến, đại sứ Phu Cong cho rằng, điều này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và làm sâu sắc thêm sự tàn khốc, nguy hiểm và khó lường mà cuộc giao tranh mang lại. Theo ông Phu Cong, điều này dẫn đến nhiều thương vong vô tội hơn, làm suy yếu hy vọng về một kết thúc hòa bình cho một cuộc giao tranh và gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Đại sứ Phu Cong cho rằng hiện tại trọng tâm cần tập trung là việc tuân thủ ba nguyên tắc gồm không mở rộng tiền tuyến, không gia tăng xung đột và không thổi bùng ngọn lửa của bất kỳ bên nào để có thể hạ nhiệt tình hình càng sớm càng tốt. Trong khi đó, ngày 26 tháng 7, Bắc Kinh thông báo đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy sẽ tới Brazil, Nam Phi và Indonesia trong khuôn khổ chuyến công du ngoại giao con thoi thứ tư về Ukraine từ ngày 28 tháng 7. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, ông Lý Huy sẽ trao đổi quan điểm với các thành viên quan trọng của bán cầu Nam về tình hình hiện nay cũng như tiến trình đàm phán hòa bình, nghiên cứu cách thức hạ nhiệt xung đột, đồng thời tích lũy các điều kiện để khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!